theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Không phải là đông hơn hẳn, và bây giờ thì game mà đông. Kìa, Disgusting ơi, mò vào căn nhà của team Blitz ở đây. Và có vẻ như Monty vẫn chưa biết được. Monty vẫn còn đang mải miết uống Coca và Disgusting đang chờ. Một mạng cực kỳ đơn giản của Disgusting. Team Blitz bây giờ có hỗ trợ được mình kịp thời hay không đây? Đã có những mũi súng focus vào qua khung cửa sổ và quả nết đang trên tay. Disgusting cần phải bỏ vị trí này đi. Và nếu như Disgusting kê tốt, thật sự trong căn nhà này anh ta có thể bắt thêm được ít nhất một người nữa. Nếu như team lead đẩy vào, Sigrin đang có một cái cánh bên đối diện. Và Disgusting sẽ ngồi trong nhà và chờ đợi những người đồng đội mình hướng về hỗ trợ. Và vòng bo lại lỡ ra trên nhờ, đẩy đến góc 12 giờ thì đây rồi. Disgusting bắt được Sigrin. Thấy là tín đến như thế nào với vị trí của Disgusting. Và Tickty cũng muốn đi vào trong căn nhà này nữa hay không đây. Rõ ràng là với kinh nghiệm của Disgusting thì anh ta hoàn toàn có thể ăn lại được với những vị trí còn lại của... Và như đã nói, ui ôi, ai sẽ là người tiếp theo? Một mình vị trí của Disgusting. Thịnh Ngạo hôm nay không còn ngạo nữa rồi. Thịnh Cầu Giấy hôm nay bắn quá tốt. Một mình đang clutch các thành viên bên phía team TB. Và có một tình huống một clutch 4 hay không đây? Góc bắn quá đẹp của Disgusting. Và đó là một clutch 4. Một mình Disgusting làm gỏi các thành viên của team Blitz. Bỏ đi những người đồng đội còn lại ở góc 6 giờ, chính xác góc 5 giờ của bản đồ, đi thuyền vào. Một mình Disgusting ở trong giữa cái tập bò của đảo quân sự này. Đảo Nam Etat là khu vực nhà của team Colony. Đó là một giao tranh trực diện. Và đây là Alex. Tình huống sấy hơi chớ. Kìa, quá khó cho con ấy có thể xuống được con xe này. Alex là người làm tốt hơn, nhưng mà không sao, Simon T cũng đã đến đây để có thể cover lại cho người đồng đội của mình. Bây giờ thì Alex cũng đã phải nằm xuống rồi. The Colony đang bị chia cách người quá nhiều. Trong khi Botology đang muốn cứu dậy vị trí của con ấy thì đã phải nằm xuống. Và đó là họng súng của 777. Đang vướng phải một tình huống combat với các thành viên ở phía team Eagle 365, những người mà họ vừa mới cam cầu mở góc từ Zigu nhưng đã bị phát hiện rồi. Vendo là người bị sấy vào, nhưng mà Zigu cũng chỉ còn lại cho mình một nửa bình máu mà thôi. Zexy cover tốt cho những người đồng đội của mình. Imkuri cũng như là vị trí của Sabao cần phải đẩy lên. Đức Mỹ và Sabao đối đầu với các thành viên ở phía team E365. Bây giờ Zexy nằm xuống giọng súng của Đức Mỹ, lợi thế hơn người dành cho các thành viên ở phía team No One đẩy tiếp tục từ vị trí của Zigu. Và Vendo là người đã phải nằm xuống rồi. Cái tên còn lại là Maxonus đang ở rất xa, chính xác là Chibirit. Chibirit đang ở rất xa so với những người đồng đội của mình. Ở Jem nếu như làm tốt thì hoàn toàn có cho mình được một tình huống clutch. Và một góc rất nhỏ này thôi, Jem đang bị focus ở cả phía sau. Phía XT vẫn liên tục nhìn ngó vào. Và bất ngờ một chiếc xe đã bắt đầu di chuyển ra. Và Jem nhìn thấy ai đây? Đó là Vanotika đang bắn vào vị trí của Jaken. Và không thể được cứu lại, những gà con ít nhất phải bảo thủ, trả thù những người đồng đội của mình. Và Jem thì tác vừa rồi đã hơi lỗi những gà con ơi. Đứng ngớ anh quá, bị con vấp ngay lập tức. Và XT điểm từ Đức dừng lại vị trí top thứ 13. Quá khó cho Jaken trong một tình huống họ muốn đi thẳng qua vị trí của James cũng như là các thành viên ở đây chết. Thì bây giờ tiếng súng nổ ra, James chắc chắn sẽ phải nói lời chào tạm biệt với game thi đấu này, vị trí thứ 12, khi mà Norin chắc chắn sẽ không để cho anh chàng này có cơ hội để có thể sống, có thể sinh tồn thêm được nữa. Fury đối đầu với cả BN Giratit. Simon T đang bài tờ ở phía sau con xe này, trong khi Inzai cùng những cái đồng đội đang muốn đẩy lên. Góc bắn quá đẹp từ vị trí của Simon T. Đừng có hold hết nào Simon T ơi, cầm súng lên. Nhưng mà hay nha. Nhưng mà ôi, hay đâu ra Simon T ơi. Nốc một người thành công nhưng nhiều đó là chưa đủ rồi. 3 winner winner chicken eater. Một mình Yang Mi với cầu barrier chiến tài của mình. Liệu có làm được hay không đây? Em nghĩ khá là khó. Tiếp cận được vào khu vực này đã khó rồi. Flash lại đang kê vào khu vực bên phải nữa. Cơ hội là không còn để mà Yang Mi đối đầu với cả một tay chơi lão làng như kiểu Ronon. Họ đã chứng tỏ là một trong những cái đội tuyển mà có nhiều cơ hội nhất để có thể giành được chức vô địch trong tuần đầu tiên. Chính xác là top 1 trong tuần đầu tiên. Sao bảo đáp trả đạp quá gắt gào. God Meow với chúng tôi này. Và đó là cái kết dành cho các thành viên của Buruliam. Giờ thì God Meow nằm rồi. Một mình Konashi chống chọi. Cơ hội top 1 sẽ dành nhiều cho các thành viên của Fury nếu như họ chắc chịu được cơ hội trong trận thi đấu này. 3 vs 1, quyết định đẩy lên. Một mình Konashi liệu có thể cắt được các thành viên No One hay không đây? Quá khó cho Konashi. Không xây nốc được Zigu thì làm sao có thể bắt được vị trí của Sabao đây? Giới Spellbow là đối thủ mà các thành viên Fury rất mong muốn được đụng độ, nhưng vừa rồi Levit bị knock out. Và Tam Thất cùng Levit đã phải tạm biệt cuộc chơi cùng với cả Giới Spellbow với vị trí top thứ 8. Và Magic Spot chấp thời cơ là quá hay khi đem về cho mình những điểm số. Nhưng quay trở lại với Fury đi, cựu đang cố gắng quét hết cái vòng bo này để tiến thân được vào sâu hơn phía bên trong. Thì cái góc này Magic gần như bị lốc lại hoàn toàn. Flat đã nắm được rất nhiều lượng thông tin, cố gắng bắn qua gầm xe. Và có vẻ như Neotica vẫn chưa bị trừ đi chút ít máu nào cả. Nhưng từ từ thôi, Fury tiếp cận được vào thì câu chuyện nó sẽ khác khi Inkikamuka đang đẩy xuống góc 6 giờ.
những tình huống bắn quá dính cũng như những tình huống ném trả đồ là quá tuyệt vời với Fury. Ta đã nhắc lại cái tên này quá nhiều lần thì cũng giao tranh, và lại là Fury khi inside cũng roll nó nằm xuống. Check dinh cũng liệu đã làm quá tốt tình bắn hỗ trợ của mình, tiến về khu vực này, và nếu như No One tiến nhanh hơn, họ có thể làm gỏi được các thành viên từ phía Fury. Đức Mỹ cùng Sa Pau tiến đã là rất sát rồi, nhưng bên cạnh đó còn cả đây trên ở góc 6 giờ. Trong tình huống này thì No1 có thể sẽ trở thành người hùng của Buriram, hoặc sẽ trở thành một kẻ ngáng giò vĩ đại khi một mình họ sẽ gạt cả Fury cũng như cái thành viên của Buriram như là Tật. Một mình Đức Mỹ làm hai. Flood đã có một tình huống xảy hơi chơi, Vanotica là người hạ gục được vị trí của Đức Mỹ, nhưng mà điểm confirm lại thuộc về vị trí của Flood. Chạy rất khéo và đây rồi, Sa Pau đây. Ôi rồi, Flood phản xạ quá tốt. Lại là Fury cùng với chi của Flood, Iki cam cao sẽ được cứu lên. Nhưng với một mình Flood, chúng ta sẽ thể hiện như nào khi đây chết đã lốc lại vị trí. Tap rất khéo, Flood vẫn cố gắng thoát đi được, và để xem ta chọn bến đỗ nào đây. Bến đỗ của anh ta là vị trí top 4 cùng với Fury. Và ba cái tên còn lại, Archangel Predator, Subway Sport cùng với đây chết. Khi mà đây chết gaming họ đẩy lên cả Archangel Predator cũng vậy, đẩy kẹp từ phía sau. Thì Subway Sport cũng không còn cái hộp nào cả. Một hồn tính mà anh ta sẽ đem về cho mình được một cái mũ 3 giáp 3. Bây giờ thì đây chết đang đẩy vào rất sát rồi, lửa đã dính và xích xách sẽ nằm ôm bụng Tinoi, cố gắng nằm sau hộp tính và chờ mà thôi. Rõ ràng một cái khoảng thời gian rất căng thẳng ở đây thì Sapper đã mất người và để cho đây chết có cơ hội vươn lên, nhưng cái người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là Archangel Predator. Còn để nói về cái top 1 này thì không thể là ai khác được nữa, sẽ là Archangel Predator nữa mà thôi. Và như vậy thì Vanotica gạt nốt Tinoi, Maddox đã thấy rồi, một quả nết timing nhẹ nhàng ra, Vanotica chỉ cần đứng lên thôi ta sẽ nằm xuống ngay lập tức. Và như đã nói, đó là CJ18 thì cũng bắn của mình. Và Nurin sau tảng đá kia chưa gì đã bị trừ đi một đống máu, và Nan đang đẩy vào. Flat bục sang và không còn nhiều nữa. Đó là top 1 dành cho Archangel Predator.